kính chào quý vị và các bạn. Rạng sáng nay tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, trận mưa kéo dài từ 2 cho đến 5 giờ kết hợp với đỉnh chiều cường xuất hiện vào lúc 3 giờ sáng đã nhấn chìm nhiều khu vực của thành phố này trong biển nước. Có nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước từ 40 cho đến 60cm. Nước ngập đã tràn vào hàng trăm căn nhà của người dân sống ở ven đường, gây hư hỏng tài sản. Nhiều xe máy của người dân bị chết máy do nước ngập sâu. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập úng, gây thiệt hại trắng hàng trăm hecta hoa màu của người dân trên địa bàn các xã Vĩnh Trạch Đông, Hiệp Thành và phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Đây được xem là cơn mưa lớn và kéo dài nhất xảy ra tại Bạc Liêu trong vòng 10 năm trở lại đây. Dự báo tình hình mưa vẫn còn tiếp diễn trong 24 giờ tới tại các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của rìa rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 cho đến 7 độ vĩ Bắc. Riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ như là An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng, trời sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh. Thời gian thường xảy ra dông tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Còn đối với các tỉnh Tây Nguyên, do không có hình thế gây mưa nào tác động, nên khu vực này phổ biến là ít mưa, trời có nắng nhẹ vào ban ngày với nền nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ. Thời tiết khu vực này khá thuận lợi cho giao thông cũng như các hoạt động thường nhật của người dân. Tương tự, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận và Bình Thuận ban ngày có nắng gián đoạn, đến chiều tối cũng chỉ có mưa dông ở một vài nơi, nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến đều trên 30 độ. Trong khi đó, đối với các tỉnh phía Bắc của miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, đêm nay sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đặc biệt do ảnh hưởng của địa hình hút gió, trong đêm nay và sáng ngày mai, vùng mưa nhiều hơn cả sẽ là khu vực biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nên nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế giảm nhẹ, trời rét nhẹ đến se lạnh, ban ngày trời nhiều mây âm u và mưa vẫn xảy ra ở diện rải rác, nên nhiệt độ cao nhất vào ban trưa ở hầu hết các nơi đều không vượt quá là 28 độ. Quay trở ra với thời tiết ở miền Bắc, thưa quý vị, nhờ có khối không khí lạnh tăng cường mà miền Bắc trở nên khô ráo hơn, cái rét nhẹ đầu đông đã bao trùm khắp khu vực Bắc Bộ, nên nhiệt độ ở các miền Bắc sẽ giảm nhẹ so với đêm hôm qua vào khoảng từ 1 cho đến 2 độ, tức là ở mức từ 17 cho đến 20 độ. Sang đến sáng ngày mai thì trời vẫn nhiều mây, nhưng thời tiết khô hơn, ở vùng núi và sáng sớm sẽ có sương mù dày đặc gây cản trở giao thông, đến trưa thì mây giãn mỏng hơn và nắng yếu có thể xuất hiện, trời sẽ ấm dần lên, nhiệt độ cao nhất vào ngày mai sẽ dao động ở mức từ 23 cho đến 26 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 biển động. Trong đêm nay và ngày mai, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, khu vực phía bắc của Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong khi đó, tại vùng biển phía Nam, các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng giảm mưa, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ song vẫn lạnh về đêm và sáng. Khu vực ven biển miền Trung trời nhiều mây, có mưa rải rác ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Tây Nguyên phổ biến là ít mưa, riêng ở Nam Bộ vẫn có mưa dông, tập trung nhiều ở miền Tây Nam Bộ. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân.